ta à, chắc tụi có cái cây bay lên trên đó đúng không? À, vậy đây là các con rất là thông minh. Thế ra còn ai nhỉ nhỉ? À, chị Hằng là con, ngoài chị Hằng có còn ai nữa không? À, và chị Hằng có dễ thương không các bạn? Có đẹp không? Bên này chưa nghe là có đẹp không? À, đẹp đúng không? Và các con có muốn gặp chị Hằng không? À, chị không muốn gặp chú Cụi hả? À, rồi bây giờ ai muốn gặp chị Hằng thì giơ hai cái tay của mình lên và hô thật lớn tên chị Hằng đi nào. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots. Các bé là ngoan nè, rồi dễ thương nè, rồi nói chuyện với lại chú Cụi chị Hằng nè. Để chúng ta sẽ trả lời các bé thông minh thì chúng ta sẽ nhận được những phần quà đúng không chị Hằng? Những phần quà thì mọi người sẽ còn được coi rất là nhiều tiết mục biểu diễn hấp dẫn nữa. Đó chính là tiết mục gì mọi người có biết không? Tiết mục gì? Múa lân hả? Đúng rồi. Nhưng mà bên cạnh múa lân còn có tiết mục gì nữa biết không? Văn nghệ. Đúng rồi. Anh Cụi tặng cho bạn trai này một cái lồng đèn văn nghệ đúng không? Quá chính xác luôn. Rồi, tặng liền một cái lồng đèn luôn nè. Trời ơi, ai mà dễ thương đẹp trai. Lên đây nào, lên đây, đứng đây. Ngồi đây nha. Rồi, chú Cụi xuống bên này. Rồi, quay xuống, quay xuống. Rồi, cầm cái lồng đèn. Hỏi thử là con tên gì hả? Con tên gì hả? Ốc. Giáo đảo rồi, chú Cụi hỏi nè. À, ba mẹ đến, có đến tham gia chương trình ngày hôm nay không? Con không biết. Không biết à? Rồi, có lồng đèn cho chú Cụi chưa? À, vậy là chúng ta đã có một cái lồng đèn thật là xinh xắn cho chương trình chúng tôi ngày hôm nay. Vỗ tay cho bạn Gia Đảo một cái thật là nông nhiên nào. Rồi, cảm ơn con nhiều nha, tiến hành nhận quà nha. Thì mình sẽ không ngờ ngại gì mà anh Cụi sẽ cho các bạn một vài câu hỏi nữa. Nếu như các bạn trả lời đúng, các bạn sẽ được nhận quà từ chị Hằng và anh Cụi đó nha. Rồi, xin mời anh Cụi nè. Rồi, bây giờ anh Cụi, chú Cụi nhá, sẽ hỏi các bạn một cái câu hỏi thật là đơn giản, thật là giống với cái ngày Trung Thu nha. Trung Thu là cái ngày mà được tổ chức vào ngày mấy âm lịch nha. Nha, ngày mấy âm lịch, ngày mấy âm lịch. Nha, giơ tay ai cao hơn, ai cao giơ tay nè. Giơ tay cao chưa? Trời ơi, có một cái bé rất là dễ thương. Cho chú Cụi qua một xíu nghe. À ừ, ta chú Cụi qua đây một xíu. Rồi, con tên gì? Em Nguyễn Thiên Văn. Rồi, à, cái ngày mà diễn ra Trung Thu á, cái ngày hôm nay, ngày âm lịch là ngày bao nhiêu hả? Dạ, là ngày tháng 8. Tháng 8 là đúng rồi đó, còn cái ngày là ngày bao nhiêu nè? Ngày... 15 tháng 8, có đúng không chị Hằng? Đúng không ạ? 15 đúng không các em? Dạ. Ai nói đúng giơ tay lên. Ai nói không đúng giơ tay lên. Vậy là đúng hay không đúng? Rồi, thôi chú Cụi sẽ công bố kết quả nha. Thôi đưa chị Hằng là chị Hằng sẽ đưa cho chú Cụi một cái. Trời ơi, hái sao trên trời xuống á. Nha. Đây là những cái lồng đèn ông sao mà chú Cụi và chị Hằng đem từ trên cung trăng xuống dành cho các bạn trong ngày hôm nay. Đây là có rất là nhiều những cái phần quà. Các bạn có muốn lấy thật nhiều ông sao về không? À, vậy thì ngày hôm nay sẽ phải vui lên nhà. Chúng ta thấy cái gì chúng ta cũng vỗ tay, chúng ta cười thật là tươi lên để chị Hằng, chú Cụi có thể nhìn thấy được gương mặt của các bạn. Từ đó chị Hằng, chú Cụi mới gọi các bạn để trả quà được. Nha, đồng ý không? Đồng ý vỗ tay cái lật lớn nè. Rồi, bây giờ chú Cụi phát cho con một phần quà nha. Một câu hỏi cuối cùng nha. Rồi, xin mời chị Hằng sẽ đố một câu hỏi cuối cùng. Sau đó thì sẽ
mục ngôi sao nữa. Chị Hằng sẽ đố các em một câu hỏi rất là dễ thôi, liên quan đến ẩm thực. Ẩm thực nha. Từ các em, trong tính thường đồ, chúng ta thường ăn hai loại bánh gì? Hai loại bánh gì nha, hai loại bánh gì, hai loại bánh gì? Trời ơi, cái này dễ lắm. Cái này dễ lắm mà bây giờ nhiều bạn biết quá. Trời ơi, có một bạn nhỏ xíu xíu luôn cũng biết luôn. Bây giờ chú Cùi hỏi con nha, con tên gì nhà? Con là Miu. À Miu, Miu là con mèo đúng không? Không ạ. Rồi bây giờ chú Cùi hỏi được nè, hai loại bánh mà Trung Thu chúng ta hay ăn là bánh gì và bánh gì con nhỉ? Là bánh Trung Thu. À bánh Trung Thu là đúng rồi đó. Nhưng mà bánh Trung Thu có hai loại, con có biết là hai loại gì không? Hai loại bánh nè. Thôi, đây là một cô gái rất là dễ thương, rất là nhỏ nhắn nhưng mà cũng đã có tinh thần xung phong và giơ tay để kết nối cùng với chị Hằng và chú Cùi. Vậy nên là chị Hằng và chú Cùi cũng tặng cho con một phần quà nha. Tuy nhiên câu trả lời của bạn nhỏ mang tính chất giải trí, vui là chính, chứ còn chính xác hoàn toàn thì chưa, cho nên vẫn còn một cái lồng đen nữa. Một cái lồng nữa, một cái lồng bên này nha, bên này nha. Bên này rất là nhiều nha, nhưng mà để chú Cùi, tại vì ngày hôm nay là chú Cùi sẽ còn rất là nhiều phần quà khác, nên là những cái câu hỏi đơn giản này là sẽ nhường cho các bạn nhỏ nhỏ trước nha, còn các cái câu hỏi mà khó hơn cho các bạn tuổi cười không còn cái răng nào luôn. Rồi bây giờ chú Cùi hỏi nè, hai loại bánh là bánh gì con hề? Bánh tét. À bánh tét hả? Chết rồi, nhầm mất rồi. Trời, tôi chắc còn may mắn lần sau nha, bánh tét là sai rồi đó. Cho một cơ hội nữa. Bánh gì? Bánh dẻo, rồi bánh gì nữa? Bánh nướng là chầu vừng. 3.000 vị giám khảo là tổ tư vấn tại chỗ luôn. Thôi, tặng cho con một cái lồng đèn nha. Rồi, thôi chúng ta sẽ ngưng lại phần tặng quà này một xíu nha. Chúng ta ngưng lại phần tặng quà một xíu rồi bỏ tay xuống. Tí nữa chúng tôi sẽ hỏi những câu hỏi khác. Và yên tâm đi các bạn chúng ta sẽ còn rất là nhiều những câu hỏi để các bạn nhận được những phần quà trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ đến với một phần rất là hấp dẫn mà chúng ta chờ đợi trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời chị. Anh Cụ lên đây. Lên đây. In a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory, yeah. Don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring, yeah. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great.